Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm mà giá. Con kính lễ ơn Đức Chư Tăng. Để thử ý. Ba quy về ca ra sàng đi tòa ra sàng upasama sa cha nít tha rồ hồ tí nít bà bồ tham ma bì tí ra sàng đi vằng bao quy về ca ra sàng bì tòa ra sàng upasama sa cha nít tha rồ hồ tí nít bà bồ thầm ma pì tí ra sằng bi vằng bà vị vi ca ra sằng bi toa ra sằng upa sa ma sa cha ni tha ro ti ni pa bo thầm ma pì tí ra sằng bi quăng đã nếm vị độc cơ được hưởng vị nhàn tịnh không sợ hãi không ác nếm được vị thị tán dịch của hai thượng minh châu bà vi vi ca ra sang bi toa ra sang u ba sa ma sa cha nin tha ro ti ni pa bo tham ma bi ti ra sang bi vang ba quy quê ca ra sang bi toa ra sang u ba sa ma sa cha nin tha ro ho ti ni ba bồ thầm ma bì tí ra sằng bi quăng nếm rồi hương vị ẩn cư nếm qua hương vị an như khó ngờ còn hương vô nhiễm vô lo có từ giáo pháp sánh soi được nào phổ thơ của hai thượng giới đức dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Cảm ơn anh mình. Dạ, Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Khai giá. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn anh Minh, cảm ơn chị Đặng Đông đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh để Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh để cho Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc và kệ có pháp cú số 205. Ba quy về ca ra sầm bi tòa ra sằng upa sằm ma sát cha nít đa rồ hồ tí nít bà bồ thầm ma pi tí ta sằng bi vầm ba bi quề ca ra sằng bi tòa ra sằng upa sa ma sát cha nít đa rồ hồ tí Nipapo thầm Mapi tách rằng bi vầm đã nếm vị độc cư được hưởng vị nhàn tịnh không sợ hãi không ác nếm được vị pháp hỷ và dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu nếm rồi hương vị ẩn cư nếm qua hương vị ăn như khó ngờ còn hương vô nhiễm vô lo có từ giáo pháp sánh so được nào và dạ, đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức bà vi quê ca ra sam bi toan ra sang ô pa pa ma sa cha ni đà rô ti ni pa bô tham ma vi răng sầm bi vâm bà vi quê ca ra sang bi toan ra sam u pa sa ma sa cha ni đà rô ti na ni pa bô tham ma bi tăng sầm bi văn
đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn nhàn tịnh, không sợ hãi, không ắt nếm. Ủa, Nhật Quỳnh thấy nghe Tâm Hương còn đang kể rất mít mà lại là xong rồi hả? Dạ, cảm ơn Tâm Hương rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bây giờ, còn nhiều quá quý vị ơi. Làm sao đây, làm cho hết giờ, tới giờ đây. Dạ, Quỳnh Hoạt Thanh Lá thì bận rồi, không cầm mít được rồi. Dạ. Thôi thì dạ con xin được ông bài Pháp Cú Kinh 205. Con xin đọc dài dài một chút để coi có vị nào vô nữa không. À, có những giọng kệ vàng hay không ạ? Ba đi về ca ra sẵn biệt tòa ra sẵn Upasama Sachanit Đa Rồ Hồ Ti Niếp Bà Bồ Tham Ma Ti Tham Ma Bì Ti Ra Sằng Bi Quang Ba Đi Về Ca Ra Sằng Biệt Tòa Ra Sằng U Ba Sa Ma Sa Chanh Niếp Đa Rồ Hồ Ti Niếp Bà Bồ Tham Ma Ti Tham Ma Bì Ti Ra Sằng Bi Quang Nhà Quỳnh nghe hoa từ hôm nào hôm nay Tâm Phương ơi, bữa nào nói ít thì nó đỡ, mà bữa nào mà nói nhiều là nói như vậy đó Tâm Phương. Tối ngày hôm qua có việc phải nói tới tới 11 giờ đêm đó. Giờ nói vậy đó. Dạ không sao, chưa chết đâu. Dạ con xin đọc lại ạ. Ba quy về ca ra sằng biệt tòa ra sằng u ba sa ma sa chanh niếp đa rồ hồ ti niếp bà bồ thầm ma bì ti ra sằng bi quăng đã nếm vị độc cư được hưởng vị nhàn tịnh không sợ hãi không ác nếm được vị pháp hỷ. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Bà vi quê ca ra sang biết to ra sang u ba sa ma sa cha niệm đa rô hô tỳ niệm ba bơ thăm ma bi ti ra sang bi bà vi quê ca ra sang biết to ra sang u ba sa ma sa cha niệm đa rô hô tỳ niệm ba bơ Tham ma bi ti ra sân bi quăng bà vi vê ca ra sân bi to ra sân u ba ra ma sa cha niệm đa rô hô tỳ niệm ba bơ tham bi ti ra sân bi quăng nếm rồi hương vị ẩn cư nếm qua hương vị ăn như khó ngờ còn hương vô nhiễm vô lo có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Xích Hoa Nguyệt. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ rồi sa thú Nhật Quỳnh đọc ba lần kệ ba lần để chờ Trần Đạo vào, mời Trần Đạo.
Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đảng Đông, chị Đức Kinh Hiệu nghe rõ. Con xin kể cho kinh pháp cú số 205 ạ. Bà Vinh Quê Ca Ra Sang Bít Toa Ra Sang U Ba Sa Mát Sa Cha Nịp Đa Rô Hô Tì Nịp Ba Bô Thăm Ma Bi Ti Ra Sang Bi Quang Bà Vi Quê Ca Ra Sang Bít Toa Ra Sang U Ba Sa Mát Sa Cha Nịp đa rô hô tỳ nịp ba bô thăm ma binh ra sằng thăm ma pi ti ra sằng bi quăng đã ném vị độc cư được hưởng vị nhàn tịnh không sợ hãi không án ác ném được vị pháp hỷ đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Bà vi vê ca ra sang bít toa ra sang bu u ba sa ma sa cha nịt đa rô hô tì nịp ba bô thăm ma bi ti ra sang bi quang nếm rồi hương vị ẩn cư nếm qua hương vị an như khó ngờ còn hương vô nhiễm vô lo có từ giáo pháp sánh so được nào đó là phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn xích trần đạo. Dạ cảm ơn xích trần đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tâm Phương ơi, Tâm Phương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ năm mô bích hai giá cho bây giờ còn 5 phút nữa là mới đến giờ giảng bài ngày hôm nay mà con chưa thấy được để mình mẫn online. Con không biết quý ngài có đổi với nhau như thế nào không, nếu mà quý ngài có điều khuyết với nhau thì cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ năm mô bích hai giá. Dạ sa thú. Dạ vậy là hôm nay sư giảng hả bạch sư. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ sa thú lành thai. Dạ con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính cảm ơn xích Trần Đạo, xích Tâm Hương, cô Ái Minh, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ. Điền phòng ông bài pháp của kinh số 205. Và một lần nữa Nhật Quỳnh cho Nhật Quỳnh hỏi có xích Tâm Hương trước máy không Tâm Hương? Tâm Hương có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ kính. Kính chào người có phải không? Đọc VM được quên rồi phải không? Dạ, kính chào người phương Nam. Dạ, kính chào chị Sương Mai vừa vào đạo tràng. Dạ, chị Sương Mai có, không biết phải chị Sương Mai không? Bữa nay Nhật Quỳnh thấy cái nick hơi lạ lạ. Dạ, nếu mà phải chị Sương Mai thì chị có cầm mic ôn bài hay không? Có cầm mic ôn bài được không? Thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, năm mong mic 2 giá. Dạ, chị Sương Mai có phải là chị Sương Mai không? Và chị có thể cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, không thấy tín hiệu gì hết. Thôi bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Tâm Phương. Dạ, Tâm Phương ơi, Tâm Phương có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, sa thú kính mời Tâm Phương nha. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử.
cùng tam phương chúng ta nghe 13 ngôi tam bảo để cùng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa. Brahmacaloka dipati sambati katang cali ang tha warang ayacatha santi thasata baracakacatika dese tu thamang alukham bimang bacang Evam sambhati brahma bhagavantam achatha tum hi pa quê na tăng buddho kajune yati cha sayam Amang ba ye si tham ma to Tato ba phu ti sam buộc thô Anuna tham ma đê sa năng A ga hoa sa đi xe đê si Sa tha na tăng a si tha khâm Tê na sa thu a yô văn tên Đê sê thu tham ma đê sa năng Sa ba di tha ba di sa yang anu kham bam di ca ta quyền chúng sanh tất cả bốn hạng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lở mọc răng như ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng vi trường chiếu khắp ba cõi rõ đường án vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhắm lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương long giá ngày giờ chăng sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn vô cập đám mưa lạnh rơi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nơi đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu đừng ti tri vang toàn dạ nam mô bút tha giá dạ em mời xin mời chị Nhật Huỳnh nhận mic để mời chị Tăng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn tam phương rất là nhiều. Dạ tam phương cầm mic không thỉnh sư tăng lưu nghiêm Nhật Quỳnh. Dạ dạ nam mô bích thai giá. Dạ cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 206. Dạ con Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính nhân bích đến sư ạ. Khoảnh khắc này không có ai hết, chỉ có tâm tâm sở và sắc pháp. Quý vị có đang biết cái thấy cái nghe cái cứng cái mềm cái suy nghĩ hay không? Hãy luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này, không bao lâu chúng ta sẽ thấy rõ được vậy.
có khoảnh khắc này là khoảnh khắc quý báu nhất. Hãy luôn luôn nhớ về cái cứng cái mềm đang có mặt, cái thấy đang có mặt, đối tượng thị giác đang có mặt, âm thanh đang có mặt, cái nghe đang có mặt. Chúng ta sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật từ trong trái tim của mình, không phải về sách vở. Mà khi chúng ta đã vào được sách vở, chúng ta hiểu từ trái tim thì chúng ta sẽ đến kinh điển, hai cái ráp vào với nhau thật là thù diệu. Và chúng ta sẽ thấy tất cả pháp đang hiển lộ trong đời sống hàng ngày, chứ không phải ở trong kinh điển. Và chúng ta sẽ thấy rõ các pháp như chúng đang là. Hãy luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này. Trước khi vào thời pháp, chúng con xin nghiệm tịnh thân khẩu ý, đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakato phagawata thammo thammang namassami subhadibano phagawato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các chúng sanh, phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ thấy được lý tứ thánh đế ngay trong đời sống này và giải thoát sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu đức tin, thành tựu tất cả ba la mật và liễu ngộ được chánh pháp. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý vị quý ngài vì phước lành này và an vui nơi cảnh giới tái sanh của mình. Và nhất là phước báo này kính chia đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm thấy rõ được chánh pháp ngay trong đời sống này. Nam mô Bụt Thầy. Chúng ta chỉ có quên pháp, quên về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm thôi. Nếu mà chúng ta nhớ về nó thường xuyên, thì chúng ta sẽ thấy được duyên sinh của nó và chúng ta không có thấy con người nào ở đây hết. Và chỉ có các tâm, tâm sở, sắc pháp chúng vận hành như những gì Đức Phật đã dạy. Thì từ đó ý niệm về ngã được đặt xuống thì tứ niệm xứ tự nhiên nó hiện lộ, thưa quý vị. Còn ý niệm về ngã không được đặt xuống thì nó không có được hiện lộ. Do vậy trước khi vào thời pháp nào cũng vậy, chúng con luôn và sư luôn luôn nhắc nhở quý vị hãy với khoảnh khắc này. Hôm nay thì chúng ta học câu kệ số 206. Trước khi vào cái câu kệ này, chúng con xin đọc hai lần ạ. Sa thú dasana ma vi ya nan sanniwaso sada sukho Adasa nena bananang nicha mewa sukhi siya sathu dasana mariya nang sandiwaso sada sukho Adasa nena bananang nicha mewa sukhi siya. Cái câu kệ đầu tiên gọi là Sa thú Dasana Mariya Nang. Và cái bản dịch văn xuôi thì ngài dịch là việc nhìn thấy bậc thánh là tốt lành, sự sống chung với các bậc thánh thì luôn luôn an lạc. Do việc không nhìn thấy kẻ ngu
có thể được sự an lạc thường xuyên. Ở đây cái từ mà nhìn thấy bậc thánh á, thì chúng ta phải hiểu là nhìn thấy được sống chung và được nghe những lời bậc thánh dạy, và cái trí tuệ của chúng ta có cái trí tuệ, có cái duyên lành hiểu cái lời của ngài. Chứ còn nhiều người thấy bậc thánh lắm nhưng mà đâu có biết bậc thánh là gì. À, thời Đức Phật thì hàng vô lượng bậc thánh, à, các ngài cũng như bình thường chư tăng thì còn có cái dáng vẻ bên ngoài, với những người cư sĩ, nhiều vị cư sĩ chứng thánh lắm thưa quý vị. Ngay cả thời buổi này cũng có rất nhiều cư sĩ chứng bậc thánh. Ừ. Quý vị có tin điều đó không? À. Khi nào quý vị hiểu pháp thì quý vị sẽ tin điều đó 100%. Bậc thánh thì không có cái gì mà như chúng ta tô vẽ cả. Bậc thánh chỉ là những cái bậc mà thực hành để mà thanh lọc tâm thôi. Khi người nào thực hành đúng cái lời Đức Phật dạy đi tứ thánh đế, là cái ý niệm về ngã nó được loại bỏ thì cái chánh pháp nó được hiện khởi thôi thưa quý vị. Còn chúng ta sử dụng những cái từ đao to búa lớn, chúng ta càng xa với giáo pháp nhiều lắm thưa quý vị. Nhiều, thật là nhiều. Quý vị có biết là những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày chính là những pháp duyên sanh. À, mà nếu chúng ta hiểu được ở đó thì con đường bát chánh đạo nó cũng ở đó thôi. Vậy thì chúng ta học pháp, chúng ta luôn luôn nhớ về cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày, thì trí tuệ sẽ khám phá. À, chỉ có những cái đó mới đưa chúng ta được giải thoát. Vì khi nào chúng ta hiểu thế giới nó chỉ có những cái này rất là vô nghĩa này thì trí tuệ mới buông bỏ thưa quý vị. Và trích nghĩa từ vựng trong cái bài pháp này gọi là câu đầu tiên là sa thú dasana mariya năng. Chúng ta biết là cái từ sa thú á là nói đến cái sự tốt lành thay, tốt đẹp thay, những cái con người hiền thiện, những cái người mà có gặp được những cái điều lành hay là đã tạo được những cái điều lành. Thì cái từ sa thú là một cái trạng từ chỉ cho cái sự tốt lành, tốt đẹp. Và cái từ dasana, chúng ta biết là cái dasana, cái căn của nó là căn đít. Nó là một danh từ trung tánh mà ở câu kệ này nó chia theo chủ cách. Là việc nhìn thấy, việc nhìn thấy, việc nhìn thấy. Ariya năng thì chúng ta biết rồi, Ariya năng, Ariya là cái bậc thánh, chỉ cho bậc thánh. Mà trong câu kệ này thì chỉ cho Đức Thế Tôn vô thượng, mà ngài vua trời Đế Thích thấy Đức Thế Tôn bị bệnh lỵ đã tự thân mình từ cõi trời với cái thân rất là to như vậy, nhưng mà ngài thu lại vừa phải để mà xuống để chăm sóc Đức Thế Tôn, không có lề hà gì về cái thân thể dơ dáy bẩn thỉu ở cõi người. Thì chúng ta biết là thân Đức Phật thì cũng ô uế như chúng ta mà thôi, vì ngài sanh ở cõi người, nhưng mà tâm của ngài thì thế gian này hằng vô lượng tỷ năm mới có được một Đức Thế Tôn vô thượng như vậy. Và cái từ sanh lý hoa sô sát đa xúc khô, nó câu kệ thứ hai là sự sống chung. Cái người nào mà được sống chung với các bậc thánh thì chúng ta biết là thật là thù diệu. Người được sống chung với bậc thánh thì trước sau thì cũng trở thành bậc thánh thôi. Bởi vì được sống chung với bậc thánh là người này rất là phước báo. À, với các bậc thánh thì luôn luôn đến sự an lạc. Cái từ sanh lý hoa sô đó, nó là hai cái hợp từ lý hoa xá. Tiếp đầu ngữ của nó là sanh. Đó là danh từ lam tánh chia theo chủ cách, là cái việc sống chung.
Sang tức là tiếp đầu ngữ của nó chỉ cho cái sự chung, đụng hay là cùng hay là hoàn toàn. Tiếp đầu ngữ của nó là lý, tức là chỉ cho cái sự xuống. Còn cái căn quá xá, căn quát chỉ cho cái sự sống. Như quá xá. Tiếp theo cái câu kệ thứ ba và thứ tư là Adassa Nê Ná Ba Na Năng Nít Chát Mê Quá Su Khi Sư Gia. Cái từ Adassa Nê Ná, thì cái từ Nê Ná đó, tiếp đầu ngữ của nó là á đã đi với đá xá. Nê ná thì nó theo sử dụng cách, nên là lá mà nó ghép về cái từ đá xá đê thì nó bỏ cái từ n đi, nó trở thành á. Và cái nghĩa của nó là không. Như vậy cái danh từ này nó chung tánh mà nó chia theo cái câu kệ này, cái vế thứ hai nó chia theo sở dụng cách. Do cái việc không nhìn thấy, tiếp đầu ngữ á chỉ cho cái sự không, đắc xá ná, căn đít á, danh từ chung tánh mà lúc nãy mà chúng ta đã được biết. Cái từ lít chăng thì chúng ta biết rồi, lít chăng á, lít chá thì nó là vô thường, mà lít chăng thì là thường xuyên hay là thường thường, đó là cái chặng từ. Suốt khi thì chúng ta biết là suốt khá, ở đây ấy, là cái danh từ nữ tánh nó chia theo suốt khi, thì là nó có cái nghĩa là an lạc, suốt khá. Nên là cái câu này là Adassa Nê Ná Ba Na Năng. Ba Na Năng thì chúng ta biết là cái từ ba lá đã chỉ cho cái kẻ ngu. Cái kẻ ngu. Kẻ ngu ở đây không phải là cái người không có học. Mà cái kẻ ngu ở đây là chỉ cho cái sự mà ngã mạn, vô minh. Người không biết đến cái chánh pháp. Đó là cái từ vựng trong cái bài kệ này. Và ở đây Ngài Minh Châu Ngài dịch là làm thay, thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Đó là cái bài kệ này. Và chúng ta đi vào cái phần thứ hai, đó là cái tích truyện. Kính bạch chư đại đức tăng, cái kệ ngôn từ 206 và 208, Đức Phật thuyết ba câu kệ trong một cái tích truyện. Ba câu kệ đó là Sa thú Đắc Sát Nát Ma Rí Gia Na San Ni Qua Sô Sa Đa Xuất Khu Adassa Nê Ná Ba Na Năng Nít Chát Mê Quá Su Khi Sĩ Gia. Câu số 27 là Ba Ná Săng Gắt Tát Cha Ri Hí Ni Khát Mát Tha Ná Sô Chát Tích Đúc Khô Ba Lê Hí Săng Hoa Sô Ami Đê Nê Quá Sắp Ba Đa Thi Rô Chát Su Khát Săng Hoa Sô Nhà Tí Năng Quá Sát Ma Gáp Mô. Câu số 208 là Tát Ma Hít Thi Răng Chát Pành Nhân Chát Bác Hút Sú Pành Chát Phô Rác Hát Si Năng Quát Tát Quanh Tát Mát Rí Dân Tăng Ta Đi Săng Sát Phú Rí Săng Sú Mê Thăng Phát Chê Thác Nắc Khát Tát Bát Tát Quanh Chăn Đi Mà. Nằm thay thế thánh dân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu
như thường sống kẻ thù, vui thay ngồi gần người chí như chung sống bà con. Do vậy, bậc hiền chí, trí tuệ, bậc nghe nhiều chỉ giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. À, như trăng theo đường sao. Tại sao mà trăng theo đường sao? Thì chúng ta biết là sao là nó ở một cái vùng trời cao hơn và nó rất là nhiều cái ngôi sao, nên là trăng đó đi từ cái hướng của chúng ta đã đi theo cái vòng cung đó, thì cũng vậy cái người gần gũi bậc thiện nhân đó, với những pháp thiện đó, mình đi theo cái con đường để ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái câu kệ này, nó ba cái câu kệ này nó mới theo sát được cái bài pháp. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng con thuyết cái câu kệ số 206, bởi vì nó ba cái câu kệ chung một bài pháp, nên là con đọc lên để cho chúng ta nắm bắt được toàn bộ cái vần kệ này. Thì khi mà chúng ta nghe vào pháp là cái mạch văn hay cái mạch pháp nó đi thì chúng ta mới nắm vững được. Và cái pháp cú này thì Đức Thế Tôn ngài thuyết khi mà ngài ngự tại cái làng Belua và đề cập đến Đức Vua Trời Đế Thích. Và chúng ta biết là trong Tam Tạng Kinh Điển á, thì chỉ có duy nhất một mình ngài Đế Thích ở chư thiên xuống khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, khi tuổi thọ của ngài vừa cạn và ngài hoảng hốt, ngài xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngài thuyết pháp, là vì Vua Trời Đế Thích vừa đắc tu Đạo Quần xong là cái tâm tử cũng tử ở đó và tục sinh ở tại đó luôn. Và cái thân của ngài ai có thể thấy được cái sự biến mất, như thực tế là cái thân của ngài nó biến mất ngay tức thì và sanh ra một Đức Vua Trời Đế Thích ngay tức thì ở tại đó. Và chúng ta biết là cái điều này là điều đặc biệt hy hữu do phước báo của ngài và do nghiệp và quả của nghiệp nó bất khả tư nghị. Và chúng ta thấy là khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp á, nhớ cái câu chuyện mà Đức Vua Trời Đế Thích đã đắc tu Đạo Quần và tâm tử ngay tại đó và cũng trở thành một cái thân giống như là y chang như Đức Vua Trời Đế Thích trước đó, không hề xa khác. Thì chúng ta biết là còn tất cả những cái người chúng sinh khác thì chúng ta biết là những cái thân thể, cái kiếp khác nó thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà trong cái câu chuyện, cái tích chuyện đó thì chúng ta thấy không, thân thể của ngài, cái kiếp Vua Trời Đế Thích trước và cái kiếp Vua Trời Đế Thích sau đó, kiếp Vua Trời Đế Thích trước thì không có đức, đức không có đắc thánh nhân. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật giảng pháp đắc thánh nhân rồi thì ngài cũng lập tức hóa sanh thành Đức Vua Trời Đế Thích. Đó là sự thù diệu mà chúng ta được nghe cái câu chuyện đó. Và câu kệ pháp cú này thì Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại cái làng Bê Lú Quá, đề cập đến Vua Trời Đế Thích. Khi mà cái tấm thân ngũ uẩn của Đức Thế Tôn khi mà ngài lớn tuổi và do ngài thường xuyên đi giảng pháp ở khắp mọi nơi, khi về già thì thân thể của Đức Như Lai mòn mỏi và sắp hết tuổi thọ, và cái bệnh kiết lỵ nó hoành hành thân thể của ngài. Thì lúc bấy giờ Đức Thiên Vương Đế Thích á, ngài biết được cái tin và ngài khởi lên cái tâm của mình là ta phải xuống thăm Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư, và ta phải săn sóc để chữa bệnh cho ngài. Và liền đó thì Đức Thiên Vương rời bỏ cái thân xác cõi trời cao lớn của mình và ngài hiện xuống để đảnh lễ Đức Thế Tôn và
Ngài lấy hai tay xoa bóp chân của Đức Thế Tôn. Và khi đó thì Đức Thế Tôn mới hỏi rằng ai đó? Thì Đức Vua Trời Đế Thích mới nói rằng bạch Ngài, chẩm là Đế Thích. Thưa Đại Vương, xuống đây để làm gì? Khi nghe nói vậy thì Đức Vua Trời Đế Thích mới bạch là chấm xuống để săn sóc và chữa bệnh cho. Này Đức Vua Trời Đế Thích, đối với chư thiên, cái mùi hôi của con người ở cách xa từ 100 do tuần trở lại giống như cái xác thúi đeo dính ở cổ thôi. Thiên vương hãy đi đi, ta đã có chư tỳ khu vui bệnh rồi. Và hàng ngày chúng ta có thấy cái thân của mình vô cùng ô uế, nhưng mà chúng ta ngửi những cái mùi ô uế của người khác thì chúng ta rất là bực bội khó chịu. Nhưng mà đặc biệt là cái mùi của chúng ta thì chúng ta không mấy khi nào phát hiện những cái mùi hôi thối của mình. Đó là một điều mà chúng ta luôn luôn quên về những các pháp. Rồi Đức Vua Trời Đế Thích mới bạch với Đức Thế Tôn là bạch Ngài, dù có đứng cách xa 84.000 do tuần, chấm cũng ngửi được mùi hương giới đức của Ngài. Do vậy mà chấm đến đây, một mình chấm sẽ săn sóc cho Ngài khi Ngài đang bị bệnh. Và chúng ta thấy, ngay kể cả ở thế gian này, những cái con người giàu có, người ta ở những cái nhà cao cửa rộng sạch sẽ, người ta cũng rất sợ những cái người tầm thường. Thì huống chi là chư thiên. Nhưng mà Đức Vua Trời Đế Thích không phải vì Ngài biết được đó là cái đức hạnh và trí tuệ vô lượng của Đức Thế Tôn. Và nhất là Ngài đã chứng được quả tu đồ huần do nghe pháp, do nghe giáo pháp thượng của Đức Thế Tôn. Chính vì cái giới đức của Đức Thế Tôn nên là Ngài đến đây, Ngài chăm sóc bệnh cho Đức Thế Tôn. Và Thiên Vương thì không có để ai khác lấy tay giờ đến cái chậu phân của Đức Thế Tôn, mà Ngài tự mình đội lên đầu mang đi. Ngài không có nhăn mặt chút nào cả, y như đang đội một cái chất hương thơm vậy. Và Đức Vua Trời Đế Thích đã lui bệnh Đức Thế Tôn như thế, và khi mà Đức Thế Tôn khỏe trở lại thì Đức Thiên Vương mới đảnh lễ và từ giả Đức Thế Tôn, rồi Ngài về với cung của Ngài. Và lúc bấy giờ thì chư tỳ kheo đề khởi cái câu chuyện thảo luận rằng, như vậy thì chúng ta biết là các chư tỳ kheo cũng biết Đức Vua Trời Đế Thích. Ôi lớn thay là sự yêu kính của Đức Thiên Vương đối với Đức Bổn Sư. Sự vinh quang của cõi trời như thế mà Ngài còn dám bỏ để đi lui bệnh cho Đức Thế Tôn. Không những vậy còn đội những cái chậu phân, chậu phẩm của thân Ngài thải ra mang đi mà không có chút nhăn mặt, giống như là đội một chậu hương thơm vậy. Thì khi nghe chư tỳ khu thảo luận như thế thì Đức Bổn Sư phán hỏi, này các tỳ kheo, các ngươi đang bàn luận về cái chuyện gì? Thì Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn là bạch Ngài, chuyện là như vậy. Nghe vậy xong thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này các chư tỳ kheo, chuyện đó chẳng có chi là lạ, vì Thiên Vương Đế Thích yêu lai, vì nhờ ta mà Thiên Vương Thích
rời bỏ cái thân xác già cũ, nghe thuyết pháp rồi đắc quả tu đầu nguồn, đổi lấy cái trạng thái đế thích trẻ. Có lần thiên vương đế thích cùng với càng thác bà Panchasikha đó đi trước, và thiên vương tìm đến ta băn khoăn lo sợ sự chết và ngồi trong cái động Indasana, và chính giữa cái đại chúng chư thiên tùy tùng, ta đã thuyết giảng lên cái kệ ngôn rằng: này Vasava, hãy hỏi ta bất cứ vấn đề nào mà ông muốn hỏi, ta sẽ trả lời rõ ràng tất cả. Và ta đã thuyết pháp thoại và đoạn nghi cho Đức Vua Trời Đế Thích. Và cuối cái thời pháp thì 100 triệu, 114 triệu chứng đắc pháp nhãn. Và chứng Đức Thế Thích cũng chứng đạt quả tu đồ hờn ngay tại cái chỗ ngồi của mình, và trở thành Đức Vua Trời Đế Thích trẻ. Và chính ta đã giúp cho thiên vương nhiều như thế, cho nên không lạ gì khi thiên vương yêu mến ta. Này các tỳ kheo, sự gặp gỡ các bậc thánh nhân cũng là sự an vui. Trái lại, mà gặp gỡ những kẻ ngu thì tất cả mọi sự đều là khổ đau. Nành thay thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Do vậy bậc hiền trí trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Đó là ba cái câu kệ mà được ngài dịch. Và ở đây ngài Cẩn Đề, ngài là ngài Pháp Minh Phật Âu kiết lỵ, khiến vua trời tự xuống lo nuôi khỏi đợi mời, giới thành lòng nghi hằng cảm mến, phẫn phàm đầu đội tạm quên hỏi, gần hiền mới thấy vui vị đạo, xa chí còn nghe khổ tại đời. Tăng chúng luận bàn câu chuyện là: yêu thì phải vậy bạn vàng ơi. Đó là bản dịch, bản thi kệ của ngài. Thật lành thay khi mà thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được hưởng lạc. Chúng ta đã trải qua cuộc đời, chúng ta đi tìm cầu các bậc hiền trí ở đây đó khắp muôn phương rồi. Và chúng ta đã gặp cũng không ít kẻ ngu, và chính chúng ta cũng không ít những cái lần chúng ta bị ngu dốt. Những cái lần mà chúng ta ngu dốt, chúng ta sân hận, chúng ta bực bội với mẹ, với cha, với những người bạn lành, và chúng ta thấy rằng là người thương, người mà chúng ta lương nhờ rất là nhiều. Và khi chúng ta suy xét là như vậy, chúng ta thấy quả thật lúc mình ngu si, cái tâm nó ngu si đần độn như vậy, chúng ta đã làm đau khổ biết là bao nhiêu. Và chúng ta cũng đã từng gặp rất nhiều những cái hoàn cảnh như vậy, nên là chúng ta cũng đã thấm thía những cái câu này: lành thay thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc.
Người ngu thì người mà họ thiểu chí, họ ngu si, họ còn ngã mạn, cống cao. Người ngu là người luôn luôn không có sự suy xét sâu xa. Họ nói làm thì toàn bằng những cái bản ngã, ỷ mình có chức có quyền, hay là mình là một cái vị thầy, hay là một cái này kia, mình thường phát ngôn rất là cẩu thả. Bình thường thì họ đi đến cái chỗ nào đó, tiếp xúc với những cái người mới thì họ còn giữ cái thái độ. Nhưng mà khi về nhà, về hội chúng, quen thuộc của mình thì họ lại lộ những cái bản chất rất là si mê. Người trí thì khác, thưa quý vị. Người trí thì giàu ở bất cứ hoàn cảnh nào, người ta chỉ sống với pháp, chứ người ta không sống với cái bản ngã, người ta không sống với cái sự cao ngạo kịch kiểu. Cái trí tuệ mà thực sự nó khác xa với cái từ ngữ đao to búa lớn rất là nhiều. Cái trí tuệ nó khi mà nó sanh khởi, ta biết rằng là nó không bao giờ cho phép cái tự ngã vào trong cái lời nói, trong cái cử chỉ, trong cái hành động. Luôn luôn cái trí tuệ mà sanh khởi thì bao giờ nó cũng có cái sự chân thật, có cái sự kính trọng với tất cả mọi đối tượng, và có cái tình thương yêu và cái sự nâng đỡ một cách thiết tha, và truyền đạt những cái mạch văn và truyền đạt những cái giáo pháp mà cẩn trọng, và luôn luôn muốn cái người đó được nghe, được thấu hiểu, được sanh lên những cái trí tuệ mà để thấy biết rõ ràng, để thanh lọc tâm trí. Chứ không phải là những cái mà chúng ta ngỡ tưởng như là trí tuệ, như thực tế đó không phải là trí tuệ, thưa quý vị. Trí tuệ thực sự mà nó sanh khởi thì tâm của chúng ta bao giờ nó cũng đi với tâm từ, bao giờ nó cũng đi với sự chân thật, bao giờ nó cũng đi với sự nâng đỡ và kính trọng tuyệt đối. Đối tượng nào cũng kính trọng hết, vì lúc này người ta hiểu pháp và người ta cẩn trọng với chánh pháp, chứ không phải vì cái bản ngã. Thường thì kẻ ngu luôn luôn sử dụng cái bản ngã, hễ có được một chút chức hay một chút quyền hay là một chút hiểu biết nào đó thì chúng ta thường có những cái thái độ rất là cao ngạo và cứ nghĩ rằng mình là giỏi nhất ở trên đời, không còn có ai giỏi nữa, mình là biết hết. Thì kẻ ngu thường luôn luôn thích cái quyền, thích cái hành và thích cái sự lạc lộ, và đặc biệt là họ không có thích cái sự lắng nghe, không có thích cái sự lắng nghe.
Và người ngu thì thường là phăng ngang. Và không cái gì mà nó không thuộc về được của mình thì mình đạp đổ. Nên là ở chung với người ngu thật là khổ. Và người ngu thì làm cái việc ác bất kể, không có thấy được nhân được quả, không thấy sự sợ hãi, khổ đau luân hồi. Người ngu thì chỉ thấy cái lợi trước mắt và không thấy cái sự nguy hiểm của cái điều đó mang lại. Người ngu thì không có thấy được những cái pháp thù diệu. Nên chúng ta thấy đa phần những người ngu thì không khi nào được an lạc cả. Vì sao vậy? Vì họ không có biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là nhân, đâu là quả. Họ chỉ sống với cái bản ngã, sống với ngạo mạn. Họ sống không có suy xét và bất chấp. Do vậy, cái người nào mà sống gần người ngu thì rất là đau khổ. Không thấy những cái người ngu nào thường được an lạc cả. Nằm thay, thấy thánh nhân sống chung thường an lạc. Tại sao sống với bậc thánh nhân thì lại được an lạc? Vì chúng ta biết là độ như phàm nhân mà người có trí có nghe giáo pháp của Đức Phật thôi. Chư Đại Đức Tăng và những cái người cư sĩ chân chánh có giới hạnh thôi. Chúng ta sống với họ đã là tuyệt hảo rồi. Họ đi đến đâu, họ nói cái gì, họ cũng rất cẩn trọng. Thì nói chi đến bậc thánh nhân. Và câu kệ này thì nói đến Đức Thế Tôn. Dễ gì mà được gần bậc thánh nhân phải không? Mà lại được gần Đức Phật, Đức Vua Trời Đế Thích. Ngài vô lượng phước báu, Ngài mới có cái duyên lành để mà gần được Đức Thế Tôn. Chính vì Ngài gần Đức Thế Tôn như vậy, nên là thay vì cái kiếp đó, Ngài gần chết và Ngài sẽ bị đọa xứ. Nhưng mà Ngài gặp được Đức Thế Tôn bậc toàn tri diệu giác. Và Đức Thế Tôn đã với cái tâm của Ngài đã biết rõ được tâm của Đức Vua Trời Đế Thích và Ngài thuyết cái thời pháp đúng thời ngay tại cái ghế ngồi đó. Đức Vua Trời Đế Thích không những không bị đọa xứ mà Ngài còn trở thành một bậc thánh nhân và ngay lúc đó tái sanh trở thành một Đức Vua Trời Đế Thích, là một bậc thánh nhân nữa ở trên cái cõi trời.
gần bậc thánh nhân, vì thân khẩu ý của Ngài đã hoàn toàn trọn lành. Bậc thánh nhân không có làm ác, và dầu Ngài ở một mình hay giữa chốn đông người, tâm của Ngài không có suy nghĩ ác, luôn luôn bất động với điều ác. Và hơn thế nữa, Đức Thế Tôn là bậc toàn tri diệu giác, bậc thánh tối thượng, cái người cao quý thay được gần Ngài. Được gần Ngài để làm gì? Được gần Ngài để Ngài nói những cái lời pháp nhũ, nói về cái chân lý để thoát khỏi mọi khổ đau. Đó là cái lý tứ thánh đế và 12 nhân duyên. Ở gần bậc thánh nhân thì luôn luôn được an lạc, vì khi mỗi khi chúng ta có phiền não sanh khởi, có cái điều khúc mắc chưa được hiểu biết, thì các ngài luôn luôn nâng đỡ kịp thời, và ngài luôn luôn nhắc nhở những cái pháp thù diệu, ngài luôn luôn dạy cho những cái pháp quán niệm về tứ niệm xứ, về các cái thân thể trược, về sự chết, về sự vô thường. Ngài dạy cho chúng ta cái pháp ly tham, đoạn diệt. Do vậy, gần Ngài đã đương nhiên là hưởng sự an lạc. Hưởng sự an lạc ở đây tức là được lắng nghe, luôn luôn thường được lắng nghe những cái lời dạy vô cùng thâm diệu từ kim khẩu của Ngài, vì Ngài đã thực chứng chi các pháp. Do vậy khi chúng ta gần các bậc thánh, không những chúng ta được hưởng những cái tâm từ, chúng ta được nhìn thấy các căn thanh tịnh của Ngài, chúng ta khởi lên cái đức tin, chúng ta khởi lên cái liềm hoan hỷ, chúng ta khởi lên cái chi kiến chánh trực, thấy rõ được các pháp, như vậy thì làm sao để chúng ta biết được thời buổi bây giờ đâu là thánh nhân? Khi nào mà chúng ta hiểu thực sự giáo pháp của Đức Phật về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, mà lúc đó chúng ta phát hiện ra đây là giới uẩn, đây là định uẩn, đây là tuệ uẩn, đây là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Khi nào mà chúng ta ăn uống nhai nếm trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy các uẩn này. Khi nào chúng ta thấy âm thanh là khổ đế, nhĩ căn là khổ đế, cái nghe là khổ đế, và sau đó xúc làm duyên cho thọ là khổ đế,
Và từ cái thọ đó chúng ta khởi lên tham muốn, thích thú. Chúng ta biết được đây là tập đế. Sự dính mắc vào khổ và lại tạo ra khổ. Và khi thấy được cái tập đế này, diệt đế, khi thấy được cái diệt đế ly tham này thì nó có một sự tịnh. Ngay khi thấy rõ, biết rõ, với cái chi kiến chánh trực như vậy thì cái chi kiến đó, chánh kiến đã thấy rõ như vậy thì đó là cái con đường của bậc thánh từ thuở ngàn xưa đã vận hành. Và ai ai khi thấy cái điều đó trước sau gì cũng trở thành con Đức Phật. Ai thấy pháp người đó sẽ thấy Đức Như Lai. Thánh nhân ở đây là gì? Đó, chỗ đó là thánh nhân thưa quý vị, chứ không có ai thánh nhân ở đây cả. Không phải tôi trở thành thánh, các bạn trở thành thánh. Cái từ thánh đó nghe có vẻ rất là lớn lao, như thực tế là cái trí tuệ nó giải thoát tham sân si thôi. Khi nào mà chúng ta thấy cái chi kiến chánh trực như vậy thì lúc đó nếu có duyên thì chúng ta cũng biết được bậc thánh đối diện với chúng ta là một vị sư hay là một người cư sĩ. Mà hơn thế nữa, chính chúng ta cũng biết được một cái vị thánh khởi hiện nơi tâm của mình với cái lý tứ thánh đế này. Chúng ta có niềm tin không? Vào giáo pháp không? Hay là chúng ta chỉ học suông thôi? Chúng ta có tự tin vào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm trong hàng ngày của nó là đối tượng của trí tuệ, đối tượng của các bậc thánh nhân không? Có đối tượng của sự giải thoát hay không? Chúng ta không đủ niềm tin vào sáu căn của mình thì chúng ta học Phật Pháp có ích lợi gì? Hay là chúng ta chỉ giảng thuyết trên ngôn từ và mênh mông như vậy thôi? Không. Nếu chúng ta thực sự hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng tôi tin chắc với quý vị rằng là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta thực sự có chánh niệm tỉnh giác, đó là chánh pháp. Và chính pháp đó dắt chúng ta ra tử luân hồi, không thể khác hơn được. Hằng ngày có phải là do chúng ta thấy, nghe, ngửi, đếm, xúc chạm mà chúng ta khởi lên ý hành, thân hành, khẩu hành theo tà kiến hay theo chánh kiến? Có đúng vậy không? Hay là còn cái gì hơn nữa? Hằng ngày có cảm thọ sanh khởi không? Hằng ngày âm thanh có phải là khổ uẩn hay không? Có phải là sắc uẩn hay không? Màu, mùi, vị, dưỡng chất, cái đó nó có phải là vô tri vô giác hay không? Hay là chúng ta vẫn chấp thủ nó là đàn ông, đàn bà, là thân của tôi, là tự ngã của tôi? Vậy thì nếu chúng ta học kinh, lời Đức Phật dạy mà chúng ta không soi chiếu, không soi dọi vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta chạy đi theo những cái tưởng tượng của những cái thế giới khác ở bên ngoài thì làm sao chúng ta giác ngộ được đạo và quả? Không có chuyện đó đâu. Ngày nào chúng ta chưa tin vào các căn của mình, chưa lấy giáo pháp làm thầy, lời dạy của Đức Phật, chúng ta còn tin vào một ai đó, một phương pháp nào đó để cho chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta vẫn còn tà kiến và vô minh.
Chúng ta không tự đứng lên từ nơi mình được. Mà Đức Phật dạy nè, cái người chí, cái người thầy là phải dạy cho cái người học trò của mình là hãy phát triển cái trí tuệ từ nơi tâm này nó sáng lên, chứ không phải giam nhốt. Giáo pháp này không phải để như vậy, không phải để như vậy. Nhưng mà chúng ta đã làm rất là sai. Ngay kể cả chúng ta chánh pháp, nhưng từ cả cái bố thí, cái này cái kia chúng ta làm sai pháp hết, đa phần là sai. Do đó mà nó không có đi đúng cái con đường của giáo pháp. Nên làm sao mà nó hiện khởi được bậc thánh, không có chuyện đó. Nhưng mà chúng ta có để ý thấy rằng là chúng ta có đi đến đâu và bất cứ ở đâu thì pháp nó cũng hiện khởi. Ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bất cứ nơi đâu cũng chỉ có pháp mà thôi. Không có cái pháp được thấy thì cũng có cái pháp được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm. Và quý vị có thấy có cái gì ngoài tứ đại và cái màu của tứ đại âm thanh mà chúng ta chấp thủ hay không? Còn cái gì nữa chúng ta kể dùm đi. Không có gì nữa cả. Đức Phật dạy chỉ có năm uẩn và cái chấp thủ năm uẩn mà thôi. Và thật là khó, thật là sâu xa phải không? Nhưng mà không nói về những cái thực tại hiện giờ thì trí tuệ không bao giờ sanh khởi. Bởi vì hai cái nhân tối quan trọng để giác ngộ đó là do nghe và như lý tác ý. Nhưng mà chúng ta nghe cái gì? Chúng ta không thực sự nghe về pháp sanh khởi trong đời sống. Chúng ta toàn dẫn nhau đi đâu không à? Mà cái pháp là thực nó hiện khởi mà chúng ta đi ra ngoài thì làm sao mà hiểu được? Không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Mà ngoài cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm và từ đó nó làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ là có điều đó không? Còn cái gì nữa không? Có ai ở trong âm thanh không? Có ai ở trong lỗ tai không? Có ai ở trong cái thấy và có ai là cái thấy hay là cái thấy đó chỉ là một thực tại, kinh nghiệm, một cái đối tượng thị giác nào đó in dấu vào không? Chúng ta nhắm mắt lại thì những cái con người, vợ chồng, con cái ở đâu? Rồi chúng ta mở ra thì cái gì nó hiện khởi? Đó, chúng ta gần bậc thánh nhân Đức Phật dạy cho chúng ta cái pháp như thực, lành thay thế thánh nhân đó thưa quý vị. Là sao vậy? Lành thay thế thánh nhân, mình không còn bị chấp thủ, không còn sợ hãi trong sanh tử nữa, và thoát ra khỏi sanh tử. Vì chúng ta hiểu được rằng là sanh tử không có tôi già bệnh đau chết, mà chỉ là pháp hữu vi, chỉ là năm uẩn duyên sanh, chứ không có ai già, ai bệnh, ai chết. Mà chỉ có năm uẩn do duyên. Và hết duyên thì chúng hoại diệt. Và sự diệt tận chính là Niết Bàn. Và cái con đường để chấm dứt không bao giờ cho chúng sanh lên nữa chính là cái con đường bát chánh mà bậc thánh nhân để lại, tức là Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta. Cái con đường tứ thánh đế vô thượng này, ai đi trên cái con đường này đều xứng đáng là con của Đức Thế Tôn hết á. Người cư sĩ có nghèo hèn cỡ nào, xấu rầu mặt mũi của họ xấu xa như thế nào, nhưng tâm của họ đi trên cái con đường này, họ thật là thánh nhân, họ thật là vĩ đại. Chứ còn chúng ta mặc những cái màu y đẹp giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà chúng ta sống trong che đầy, sống trong sự hôi ám, sống trong không có giới hạn, sống trong cái sự mà ngu si đần độn, không có hiểu giáo pháp của Đức Phật, thì gần những người như vậy thật là khổ đau chứ không có làm gì cả. Bởi vì họ dắt chúng ta đi vào những cái con đường tâm tối mịt mù trong gai của sanh tử, của sanh tử.
Hàng ngày mà chúng ta thấy đối tượng thị giác không phải là ai cả. Thực sự mà chúng ta thấy thì tâm sân của chúng ta giảm rất nhiều, phải không? Tham ái của chúng ta giảm rất nhiều, phải không? Lời nói bậy bạ này kia chúng ta giảm rất là nhiều. Chúng tôi dám cam kết và đảm bảo với quý vị một điều chắc chắn 100%. Đừng có nghĩ rằng thấy nghe ngửi nếm đụng này mà chúng ta bỏ qua trong đời sống hàng ngày. Chúng ta không có cái lý gì để mà chúng ta nói, cái tư cách nào để mà chúng ta làm con cả. Tất cả những cái giới hạnh mà nó được thanh tịnh hay không, nếu bạn không hiểu về thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm hàng ngày này, không bao giờ thanh tịnh giới hạnh được. Nếu chúng ta hiểu được nó, giới hạnh nó tự thanh tịnh. Giới hạnh nó thanh tịnh này, khi chúng ta đã hiểu thì cái cách cư xử của chúng ta chính là giới hạnh, nó biểu hiện trên những cái cư xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và cái người đó người ta cư xử theo pháp, chứ người ta không có cư xử theo chê, theo khen hay là ông này bà kia. Và người ta chỉ có sống với pháp bảo thôi. Chúng ta có thực sự sống với pháp bảo được không? Không. Vì chỉ khi nào chúng ta hiểu được pháp bảo của Đức Phật dạy thì tự động pháp bảo sẽ tự mang đến cho chúng ta cách sống của Bát Chánh Đạo. Còn chúng ta chưa hiểu được đạo thì mãi mãi không bao giờ có cái sống của Bát Chánh Đạo. Chân khẩu ý các căn môn của chúng ta. Và chúng ta thấy do vậy Đức Phật nói như gì? Cái người nào mà thực sự có niềm tin học hiểu đúng giáo pháp, pháp sẽ tự nâng đỡ người đó, chứ không có ai có cái gì mà làm cho mình trong sạch được cả. Không phải nghĩ rằng tôi làm cái này tôi trong sạch, tôi làm cái kia tôi trong sạch, tôi tu cái phương pháp này tôi sẽ trong sạch, tu phương pháp kia trong sạch. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi mà chúng ta không hiểu được cái lý duyên khởi, không hiểu được con đường tứ thánh đế, không hiểu được thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày chính là cái con đường duyên sanh của chúng. Chúng ta sẽ không hiểu được mỗi khoảnh khắc chỉ là danh là sắc, mỗi khoảnh khắc chỉ là danh là sắc, là sanh diệt, là vô ích, là vô thường. Nếu mà chúng ta không hiểu được như vậy thì tâm nó không xả ly được. Khi nào chúng ta hiểu thì tự động tâm nó sẽ xả ly, nó không có chấp trước. Và trong khi đó nó nghe thì biết rõ là nghe, ngửi biết rõ là ngửi, nếm biết rõ là nếm, như chúng đang làm. Như vậy thì chúng ta thấy có hai bậc thánh nhân, có ba bậc thánh nhân là Đức Phật độc giác, chư tăng và các cư sĩ, và có một cái bậc thánh nhân tối thượng nữa, đó là gì? Đó là con đường bát chánh, con đường tứ niệm xứ đây nè, cái con đường thánh đây nè, thực tế là bát thánh đạo, bát chánh đạo, bát thánh đạo. Như vậy chúng ta phải đi trên cái con đường của bậc thánh nhân này, tức là con đường mà Đức Thế Tôn để lại. Mặc dầu chúng ta sống với các ngài thì thường được an lạc, bậc thánh thì luôn luôn thân khẩu ý của ngài trọn lành, ngài nâng đỡ. Nhưng mà ở đây cái khía cạnh ở đây chúng ta phải nhớ là người có trí, người có phước được gần bậc thánh nhân, và nhất là được gì? Được đếm cái hương vị giải thoát của cái con đường mà bậc thánh để lại. Chúng ta được hưởng cái hương vị pháp bảo. Do vậy mà được gần bậc thánh nhân thì quả thật là vô cùng là thù diệu. Và câu kệ này chúng con xin kết thúc ở đây nè. Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường an lạc.
không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Và chúng ta thấy những cái người ngu thì luôn luôn là họ tìm cái cách chống phá, đánh đập và làm đủ mọi cách, vẽ vời ra đủ mọi cách mà không đâu vào đâu cả, luôn luôn đem đến cái sự khổ mình khổ người. Còn các bậc thì thân khẩu ý của Ngài trọn lành, trầm lặng, và giới hạnh thì trang nghiêm, và nhất là Ngài luôn luôn có cái tâm từ và sự tận tụy, sự chân thật, và Ngài luôn luôn nâng đỡ. Và những cái gì thắc mắc thì các Ngài giảng giải cho chúng ta tận sâu những cái ý nghĩa, để chúng ta thoát khỏi do những cái ngờ vực, thoát khỏi những cái phiền não và cái ánh sáng của nhân quả. Ngài soi rọi để chúng ta thấy, để chúng ta không có tạo ra những cái ác nghiệp. Và Ngài cũng dạy cho chúng ta cái con đường để thoát ra và chấm dứt tất cả mọi cái lậu hoặc phiền não khổ đau từ nơi tâm. Do vậy mà lành thay thấy thánh nhân sống chung thường an lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Bài kệ ngày hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sanh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sinh, ngạ quỷ, atula, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm điểm ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, là thành tựu ba la mật và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau, do lời chân thật này mong cho con xứng đáng là con của Đức Thế Tôn giống như các ngài thuở xưa. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, để cho room chúng con được hoàn hảo về phước báo, con kính thỉnh đầy đức tuệ nhẫn phúc chúc đến đạo tràng pháp hội chúng con ạ. Con kính dâng mít đến sư ạ. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha nupavena sarasothi pavantu te. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nupavena sarasothi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên ngộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức tuệ nhẫn đã phúc chúc đến, đã ban bố cho chúng con thời thuyết giảng câu pháp cú số 206, đồng thời cũng phúc chúc đến đạo tràng pháp hội chúng con. Dạ, bây giờ ấy minh xin phép đạo tràng được hồi hướng ạ. Dạ, đề qua ta sàn vi ha ra qua được. Si ni thao phu bê kha rê bồ thi kha rê sa hin sa hin ta tham ma đa ni na pha quan tu vô chi pha sa sinh kha rôn tê sa vi ha ra man đa lê hê ra cha ma cha na va cha phi kha vô sa ra mi ka đa na pa ti u pa sa ka ga ma cha đê sa ni ga ma cha is sa ra sắc bà na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha la pu cha ye pi cha an đa sam pha qua sang se đa cha ta a tha vô pa pa thi ca ni ya ni căng thầm ma qua rằng ba ti cha tê sắp bê bị đụt kha sa ca rôn tu sang kha yang tha tu chi năng
Thà tôi chỉ rằng xa tăng thầm mô thầm ma tha ra chắp bút gạ la sàng khô hô tu sân mắc gồ quá á thà gia cha hi tà gia ẩm hề rắc khá tu sách thầm mô pháp bề bi thầm ma cha ri nô vụ thiên sâm ba này là ma thầm ma ri giáp ba về đi tê dạ. Con đã hồi hướng xong và anh kính nhân bích lại đạo tràng ạ. Kính chúc với anh chị một ngày an lạc, một đêm an vui. Xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng vào giờ sinh hoạt ngày mai. Dạ, con kính dâng bích lại đạo tràng, kính mời quý chị mang ớt là đóng rung giùm ạ. Thank you.